bác lại đến tiết mục test hàng. Chúc mừng các bác là những đôi loa cây của Mỹ, của châu Âu. Tôi đang test vào một đôi loa ở giữa, đó là đôi loa của hãng Eltec, một hãng âm thanh cực kỳ nổi tiếng của Đan Mạch, vẫn tồn tại đến bây giờ. Xin nhắc nha các bác như thế nhé. Và bên cạnh là một đôi loa của Mỹ, loa Fox Audio Monitor 50. Tôi bán giá đôi Fox đấy là 5,5 triệu. Còn đôi loa Đan Mạch kia thì giá là 7,5 triệu. Loa có cấu hình 2 bass 20 và một loa chung một loa tép. Loa còn rất đẹp luôn, hàng bãi bảo hành chất lượng. Cái chữ Dynamic Bass kia không phải là hãng tên loa nhá, mà nó là cái công nghệ, có nghĩa là tăng bass mạnh. Tôi sẽ quay mặt sau rồi sẽ mở nhạc to hơn với các bác nghe. Loa Đan Mạch 7,5 triệu. Còn đôi loa Mỹ này Fox, một hãng âm thanh, những hãng âm thanh này nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Tôi sẽ quay mặt sau. Đây, mặt sau của một đôi loa này, góc cạnh có tương đối mượt mà. Đặc trưng dòng loa cây rất thích hợp cho các bác trưng bày trong phòng khách, cũng như là bát đánh của dòng loa cây, mặc dù bát nó nhỏ nhưng đánh tiếng rất sâu luôn. Chẳng hạn như đôi loa này, bát chỉ 14 thôi nhưng đánh tiếng cực kỳ căng luôn. Và đây là thông số kỹ thuật 4-8 ohm, công suất 170-400W. Số series là mã của nó là 1399, 7,5 triệu đồng. Nhưng các bác đừng có nhìn vào công suất này nhá, không đôi loa nào nghe nhạc có công suất thật như thế này. Mà đôi loa này tôi đoán nó chỉ 50-60W công suất thật thôi. Còn đây là công suất danh nghĩa. Đấy, việc ghi là ghi của nhà sản xuất, chứ nhà sản xuất nó không ghi đấy là công suất ra loa. Nên các bác phải hiểu. Chứ một đôi loa to đùng như này nó chỉ 60-70W thôi, cái lý gì một đôi loa này 60-mấy trăm W. Mình chơi mình phải hiểu. Và chơi phải hiểu, có sự đánh giá từ chủ quan, cả khách quan cả chủ quan. Nhưng mà nếu người ta nói thì mình cũng phải biết. Vâng, xin cảm ơn, tôi sẽ mở nhạc to hơn các bác nghe. Đặc trưng của dòng này, bát đánh rất khỏe luôn. Đôi loa cây nó khỏe, nó thật, nó khỏe quá thì không phải khỏe quá, nó không phải khỏe như đôi loa bát 30-40. Nhưng mà tiếng bát của nó đánh rất sâu và căng. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà quên. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiều đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường. Chiều cao của đôi loa các bác đang nghe, loa Đan Mạch 1399 là 90cm, đôi loa bên cạnh 92, gồm bề ngang là 30, bề sâu cũng như vậy, nó như một cái hình vuông cắt đấy. Các bác cảm nhận không, tiếng bass đánh cực kỳ sâu luôn. Đặc trưng của dòng loa cây nó là như vậy nhá. Nên là nhiều người cứ nghĩ là cái loa cây nó bé, bass nó bé, nó sẽ làm tiếng bass kém, không bao giờ chuyện đó, bởi vì nó là công nghệ sản xuất. Loa cây thì chắc chắn là bass nó phải bé. Tại sao? Bởi vì nếu mà nó bát to ra thì nó lại thành loa thùng. Bát to ra thì đương nhiên cái thùng loa nó sẽ làm to ra, thì nó lại biến thành loa thùng. Nên là loa cây nó chỉ tối đa là 20 là nhiều, toàn đa phần là 16, 14, 18. 20, 18 là bát rất to rồi. Còn đa phần nó như đôi loa bên cạnh các bác nhá. Còn trường hợp nó làm loa súp ấy, súp điện ấy, thì có những đôi thỉnh thoảng, rất hiếm đôi có đôi bát 25, nhưng nó làm ở cái mặt bên cạnh theo chiều sâu. Chứ còn nếu nó làm mặt trước thì không bao giờ nó gọi là loa cây nữa, vì nó to làm sao mà nó đặt được. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắp cây đầu môi chiều khu chiến mưa. Vâng, 7,5 triệu ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển người mua chị xin cảm ơn.